Lâu mình kiếm. Bạn hãy nói một câu. Ê, không thôi. Chúng ta sẽ cùng vào hậu trường bên trong nhé. Hôm nay mình tới chương trình Lữ khách 24 giờ. Hello. Tôi là bác sĩ tâm lý của Đặng Thế An. Đêm son. Đó, đây là luật sư. Tôi là anh thợ sửa TV may mắn. Đây là những bước đi tập tễnh của Huy Khang. Hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy chào đời. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kiên Ứng. Hiện tại bây giờ mình đang đứng tại set quay của thứ hai và Harry Kane. Đây là lần đầu tiên mình kết hợp với cả hai bạn và mình khá là hồi hộp và khá là mong chờ khi mà được sản xuất MV cho hai bạn. Và mình cũng hy vọng là sau khi mà MV được ra mắt ở trên thị trường thì mọi người sẽ đón nhận nó. Đây sẽ là một cái sản phẩm mà mình cho là nó có tính sáng tạo, tính thẩm mỹ và sự khéo léo nhất định. Khi mà cái ekip quyết định chọn lựa những cái không gian hẹp và không quá rộng lớn cũng như không quá đa dạng, nhưng mà nó vẫn sẽ có đầy đủ hội tụ những yếu tố mà khiến cho những người trong ngành cũng như những người ở ngoài ngành khi mà xem vào sẽ cảm nhận được rằng là ekip với cả hai bạn nghệ sĩ đã bỏ ra rất nhiều chất xám cho sản phẩm. Rock ra cho vào trong mê, nhìn em sâu hắt như là Malibu, cho nên em biến đám ông kia trở thành real fan. Wow, nhảy nhịp thay vì đi quay nhau và sầu. Mắt môi đơn như hơi lâu được ngày thường. Victor em đã tạo căng dùng ăn và để lại số phone cho ngày sau mặc trang. Dance cha 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 trong ngày hot boy. Mấy em coi hôm nay quay xong rồi về lắm lại cho nghe chưa? Sắp tổ chức đám cưới rồi anh em nhớ đến ủng hộ tôi nha. Hello, phát giấy mời. Đừng đi bên ngoài, cần một chỗ để nằm qua đêm dài. Dù nhà anh không cách âm đừng mừng tâm hay xóm anh vợ âm thanh đâu phải ca trên đài. Trái phút em đang đánh lỡ. Cầm tay mình tướng. Because we are, we are. Dynamic duo. Dynamic duo. Chán nản nghe chú à. Bò đang bị dắt sữa. Ekip đến từ Good Name. Thì bây giờ mình đang có mặt tại hậu trường của MV Dynamic Duo của Harry Kane và thứ hai. Thì nói chung là mọi thứ đã rất là tuyệt vời, rất là vượt khỏi cái sự tưởng tượng ban đầu của tất cả anh em. Và mình hy vọng là cái bài nhạc này và tất cả những sản phẩm sắp tới của nhóm thì sẽ luôn được đón nhận nồng nhiệt bởi tất cả các bạn. Từ khi em vô đây, thực sự là không thể công nhận em nên sẽ ăn sang đó. Giờ là đã chắc luôn em cần hài hước thông minh và đáp ra câu. Nên là nói chung là mình khá là mong đợi. Baby, uống xong hai mình say lòng nhau. Yeah baby, sáng mai có thể anh gọi em My lady boy. Bên nhau ta nhìn dynamic duo. Thật luôn và tin anh đi, trăm phần trăm anh không mua một. Thì bên cạnh anh luôn vui, không còn hu hu hu. Muốn ngắm anh có ngay trước mặt, đọc tình trái trên Google. Pretty face sẽ luôn dark humor. Mình mới say đáng phải là Mac Miller. Tin anh đi, lấy túi sách và nhanh chân được. Đây là chào đâu chú Hương Ngô nha. Đây là diễn viên chính, actress của cái clip này. Em vừa nói em rất muốn ăn ngoài. Ai xử lý đấy? Con ngu như bò. Dynamic duo. Dynamic duo. Duo duo duo. One more time, say that. Dynamic duo. Dynamic duo. Dynamic duo.
trong không khí bài hát đang được của MV và thứ hai và Huy Khang. Hai, bây giờ là đúng là 12 tiếng tụi mình đang xếp bài Dynamic Duo của Hiếu Thứ Hai và Hurricane. Thì có thể dự đoán là đâu đó trong vòng các ngày của giữa tháng 3 thì nhóm mình sẽ ra cái bài này. Mong các bạn luôn ủng hộ và yêu quý Red Nan, Hurricane, Hiếu Thứ Hai, Manbo, Negip, Red Nan. Tập trang dùng ăn và để lại số phone cho ngày sau mặt trăng. Dance cha 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 trong ngày hoa bay. Người em long lanh như mà tôi đạo diễn nói là clip rất là đẹp. Chung là hy vọng mà sản phẩm sẽ thật là nguyên team mình với anh đạo diễn Duy Kiên cũng đã cố gắng rất là nhiều sáng giờ. Shout out tất cả mọi người ở đây, shout out tới người cầm máy luôn à, anh Minh Anh tuyệt vời. Tường Ngô một lần nữa đã lại tới cuối buổi. Shout out to Negip, shout out to Rex. Rex, đây là Rex. Shout out to Tiết luôn. Đây là Negip. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Sáng giờ anh ấy rất là năng nổ tham gia vào tất cả các phần cảnh. Và anh chàng ở đằng kia nữa kìa. Anh chàng này nữa, anh chàng này, kêu tới, lại! Đây, đây, đây. Producer của bài nhạc hôm nay. Music producer của Dynamic Duo QT. Shout out, hai người, hai người. Và đừng quên. Đừng quên nha, đừng bao giờ quên nha. Đừng quên. Đây nữa, anh chàng này của chúng ta. Anh chàng đẹp trai ngồi trong mặt. Manbore. Manbore. Sawanika. Một trong những trong MV rất là ăn ảnh nha, rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Trong những con bài quan trọng nhất. Đây là tương lai của Gách Nàng. Đây là mầm non mới. Cảm ơn tất cả mọi người. Sống Gách Nàng. Đâu 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 dạch ra có cái cánh nè. Tại đó, cái cánh rồi. Ok chưa? Ok. Rồi. Rồi, còn gì nữa? Đạo diễn đâu? Rồi, anh đạo diễn anh đang làm việc rồi mọi người. Nên là nói chung là cùng mình đi vô trong đây nhé. Đây là tất cả những team của chúng tôi. Đây. Freddy Nguyễn. Đây Freddy Nguyễn. Artist Manager Minh Khoa. Khoa ấy giỡn luôn. Stylist Assistant Linh Đan. Linh Đan. Linh Đan you know. Linh Đan. Linh Đan có đẹp. Rồi rồi. Đó. À, nếu mà trong MV mà mọi người thấy có sai sót gì đó thì mọi người biết soi chắc nha, ai super rồi soi đó. Nha. Đó. Super soi nha mọi người. Super soi. Yeah, đây là team makeup. Makeup. Yeah.